Chào cô chú anh chị các bạn và các em đến với kênh YouTube của Hải Cao Ninh Vân. Hôm nay mình mới mua cây gậy ba chân nè. Mình sẽ đập hộp chiếc gậy đi ra để mình coi thử không biết mà. Em cái đây hả? Em mở số điện thoại địa chỉ thôi. Không, mẹ nói cái giá tiền là bữa là mình đặt là 100 mấy thôi. Đó, đây là mình mua cây gậy ba chân. Bây giờ mình sẽ khui ra để vài bữa nữa mình có quay phim thì là không phải nhờ con gái hay là ông xẻ gì hết. Để mình có làm cái gì cho nó tiện. Em khui đồ ra mắt, nó đồ dữ rồi con. Mình không biết ở trong đây nó làm sao, mình cũng không biết nữa. Mẹ mua đặt hàng rồi con. Đặt hàng ở trên gì con? PT hả? Shopee hả? Đặt hàng trên Shopee á hả? Mẹ cũng không biết nữa. Giờ con gái nó đặt giùm nên cũng không biết. Bây giờ mình sẽ khui nó ra coi thử trong đây nó ràng sao. Sao hồi bữa đặt hàng cái đó sao? Khỏi coi cũng được. Bây giờ mình khui ra chứ còn gì nữa. Cái giá lúc đầu là 129 ngàn. Cái giá của nó là 129 ngàn cộng thêm tiền ship, đúng không? Còn là 39 ngàn. Tiền ship là 39 ngàn. Nhưng trong đó con lại có tiền giảm giá gì đó, đúng không? Thì nó chỉ bây giờ là giá của nó là chỉ có 138.500 đồng là về tới nhà. Giờ mình xíu khui nó ra nha mấy bạn. Con gái khui đi giùm mấy con gái, biết ngỡ khui không? Mẹ cũng không biết ngỡ khui sao luôn. Cái kéo thì nhỏ xí làm sao mà khui ra cho được. Khui biết chừng nào cho xong. Giờ là đáng lý phải lấy cái gì ta. Mẹ tự quay tự cắt còn được chứ còn cái gì đâu mẹ. Mẹ con làm khó khăn chứ vậy. Đó, thôi con quay đi để mẹ cắt cho. Hôm nay mình với con gái sẽ đập hộp cái gậy ba chân ra mấy bạn. Mình nhờ nó, con gái mình nó đặt giùm á, chứ mình cũng không có rành đặt hàng. Đây là cái gậy ba chân của mình đây. Mình sẽ khui nó ra. Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy ở ngoài thực tế, chứ hồi giờ mình cũng có nhìn ở trên TV, trên điện thoại không. Clip đăng lên cho mấy bạn coi nè. Chứ nhờ mỗi lần nhờ con gái hay là ông xẻ gì ai cũng bận biểu công việc quá, cho nên mình cũng không biết nó ghi cái ký tự đây là cái ý nghĩa gì, mình cũng không biết luôn. Thôi mình khui ra coi thử là trong đây nó có cái gì. Trong đây giờ là ban đêm cho nên là hình ảnh nó chắc cũng không có được sáng đâu. Đây rồi, cái hộp không bỏ qua một bên này. Đây, đây là một tờ giấy ghi cái gì trong đây ha, ý nghĩa của nó là gì mình cũng không biết. Thì con cứ cầm đó đi rồi mẹ đưa lên đây được rồi. Đây là chữ thank you, là biết cảm ơn rồi đó. Mẹ không biết không biết là cái gì. Thôi để xuống đây, bây giờ mình mở cái đây ra. Trong đây có một cái túi đen mấy bạn. Có một cái túi đen xì luôn. Rồi, trong cái túi này có cái gì nữa đây? Có một cái nút gì đây? Cái nút điều khiển hả? Mình cũng không biết là cái gì. Rồi nó có một cái đây nó tối rồi không thấy đường. Một cái gì đây mình cũng chưa biết nữa. Hồi giờ mình chưa có đụng tới nên mình cũng không biết nó để làm gì. Xem nó mềm quá vậy nè. Xài được nhiêu lâu cũng không biết nữa. Cái đây là để kẹp điện thoại đúng không? Để kẹp điện thoại ha. Còn đây là một cái chân quay, theo như mình thấy này hiện tại chắc nó khoảng tầm 30 phân hả con ha. 30 phân á, cái đây là hiện tại là 30 phân nè mấy bạn. Sao thấy ở trên cái điện thoại nó to nó bự mà sao đây mình nó có tí ti vậy ta. Sao nó có tí ti không biết là sử dụng nó ra làm sao. Làm sao ha, hồi giờ chưa cũng không biết. Cái này gắn lên hả? Gắn lên cũng không biết nó làm sao. Sao cái đây nó mỏng manh quá không? Mỏng manh dễ vỡ. Mỏng manh dễ vỡ vô nè. Hồi giờ mình chưa từng thấy thực tế ở ngoài đời bao giờ. Lần đầu tiên đặt hàng để mua về. Dạng do vậy á hả?
rồi để kẹp cái điện thoại lên hả? Thì cũng hồi giờ chưa biết mấy cái này. Cái đây là điều khiển lên xuống nè, phải không? Còn gì nữa không? Cái đây là xoay que xoay lại đây hả? Còn đây là gì cũng chưa biết nữa. Thôi để mình thấy mấy cái trục đây, chắc mở chân dài đây nè, phải không? Mở ra thử. Đây nè. Nó có. Mình mở cái đó ra tự động nó rớt ra hả? 1 2 B cái trục như vậy á. Có cái tim gì đi nữa phải không? Có cái tim gì nữa nè. Cái chốt đây là chốt mở ra lại rớt xuống hả? Mở ra tự rớt xuống. Rồi mình đóng lại là nó sẽ cứng cái chỗ đó lại hả? Cũng ngộ quá ha. Mở ra một ủa, chưa đóng cho nên nó mềm. Trời ơi. Lần đầu tiên muốn gãy bê chân. Sao thấy mỏng manh dữ rồi nè. Mỏng manh dễ vỡ dữ rồi nè. Vậy hả? Cũng không biết nữa. Thôi mình chỉ giới thiệu cái gậy bê chân của mình mới mua về nhiêu đây thôi cho mấy bạn coi thôi, rồi có gì mai mình có quay được cái gì thì mình làm cái gì mình quay cho mấy bạn coi sau ơi. Giờ giới thiệu lên xí vậy cho nó vui thôi. chưa từng biết xài cái gậy bê chân đó. Mình mở có một góc lên nè, còn hai khóc nữa mình chưa mở. Nó là cái gậy bê tông của mình mới vừa nhờ con gái nó đặt hàng mua về giùm á. Thôi mình xin kết thúc video tại đây, chúc cả nhà vui khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hẹn clip sau.